mời quý vị đến với một tác phẩm hoa giấy. Tiếp đến là một tác phẩm giấy Mỹ, dáng đẹp quá. Nó đẹp như những vần thơ chuyển động, thưa quý vị. Là phải rất là kỳ công ở đây. Này mà lở hoa được thì quá là đẹp. Còn với cây hoa giấy kia không nhỉ? Chụp quay cho mình bây giờ. Những tác phẩm hoa giấy này đang dự triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hà Nam. Xin mời quý vị ghé thăm nếu có thời gian tại nơi đây, nhà văn hóa tỉnh ủy tỉnh Hà Nam. Một tác phẩm hoa giấy tím Huế nữa mà tôi muốn gửi tới cho quý vị. Khu này là cho những cây đề bàn đẹp quá, đẹp như những dòng suối. Mùa này là mùa hoa giấy tím rồi. Đây thưa quý vị, tác phẩm này đã từng dự những triển lãm rất là lớn. Hôm nay cũng có mặt tại nhà văn hóa tỉnh ủy tỉnh Hà Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đấy, mọi người xem cái giấy quay này. Rất là mềm mại. Đấy là nhìn qua video thôi nhé, còn nếu mà xuống thực tế nó cũng nhiều. Quý vị có thể tới đây để chiêm ngắm những tác phẩm đặc sắc. Đi qua đây thì không ai không khỏi rời mắt được. Bóng dáng tổng tàn đẹp quá. Ảo hơn. Tới đây cũng là một cây hoa giấy nữa, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cây hoa giấy này thì đang được chủ nhân tỉa răm bông, chuẩn bị vào vụ hoa Tết. Rất là đẹp. Xin cảm ơn quý vị theo dõi kênh, luôn luôn ủng hộ Bonsai TV để TV Bonsai TV ngày càng phát triển, mang tới những cho quý vị những thước phim chất lượng, những tác phẩm đặc sắc. Thưa quý vị, đây cũng là một tác phẩm hoa giấy nữa mà Bonsai TV muốn gửi tới cho quý vị cùng thưởng thức. Năm nay quy tụ rất nhiều tác phẩm đẹp. Mà cuốn video này Bonsai TV dành quay riêng những tác phẩm hoa giấy dự tại nơi đây. Nó đẹp như những vần thơ chuyển động.
quý vị mà được ngắm trực tiếp những tác phẩm này thì mới cảm nhận được những nét đẹp của dàn bonsai dự triển lãm năm nay. Xin cảm ơn quý vị theo dõi kênh Bonsai TV, luôn luôn ủng hộ kênh.